Yo, chào tất cả mọi người, mình là Phú Gia đây. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái ý tưởng nó khá là vui. Các bạn biết không, mọi cái thứ dù là tốt đẹp nhất hay là hiệu quả nhất, tồi tệ nhất, nó đều xuất phát từ những cái ý tưởng. Và khi các bạn có ý tưởng rồi các bạn bắt tay vào làm ấy, thì nó sẽ có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, các bạn sẽ có những kết quả tốt đẹp, tạm gọi là thành công tạm thời. Cái trường hợp thứ hai là các bạn sẽ bị sấp mặt, hay còn gọi là thử thách. Nhưng nếu các bạn chỉ dừng lại ở cái thành công tạm thời hoặc cái thử thách thì các bạn sẽ không bao giờ tiến xa được. Các bạn phải thực sự bước qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn nghịch ngu, tức là các bạn kiểm soát được những ý tưởng, những hành động và kế hoạch của mình để hướng đến cách chơi chuyên nghiệp hơn. Các bạn làm chủ nhiều hơn, các bạn kiểm soát nhiều hơn, các bạn hiểu bản thân mình, hiểu cái tình huống nhiều hơn, thì lúc đấy các bạn mới trở thành một dân chơi chuyên nghiệp được. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Cheers.